trong chú giải năm trượt tám khổ không thể nhiễu loạn núi lở đất sụt cũng không thể động hai câu nói này chúng ta phải nghiêm túc học tập ngày nay thiên tai liên tục rất nhiều người đến hỏi tôi chúng ta nên đối phó với tai họa lớn này như thế nào tôi nói với mọi người quan trọng nhất chính là an ổn tâm phải an định động đất cũng được sóng thần cũng được bất cứ thiên tai nào xuất hiện chúng ta cũng không để cho cảnh giới làm lay động quý vị sẽ có trí huệ để đối phó nếu như thiên tai xuất hiện quý vị hoảng hốt lo sợ như vậy rất nguy hiểm nói cách khác điều quan trọng nhất là phải vững vàng không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động cho nên hai câu này nói rất hay năm trượt tám khổ không thể nhiễu loạn quý vị tâm quý vị an định tâm định thân sẽ an quý vị sẽ có năng lực có trí huệ để xử lý vấn đề Núi lở đất sụt là hiện tượng động đất lớn Có thể như như bất động Xuyên năng niệm Phật Một câu danh hiệu Phật Như trước đây đã nói Tâm chúng ta thanh tịnh tâm chúng ta an ổn thì câu phật hiệu này chắc chắn sẽ có tác dụng thiên tai xuất hiện trong phật giáo thường nói người người đều là người tốt việc việc đều là việc lành thiên tai này là việc tốt sao đối với người tu hành người thực sự tu hành mà nói là việc tốt vì sao vậy vì thiên tai do nghiệp chung chiêu cảm người chết trong tai họa này rất nhiều nơi đi cũng khác nhau Người niệm Phật Thiên tai xuất hiện Họ có thể giảng sanh tịnh độ Những ví dụ này rất nhiều Rất nhiều Người niệm Phật Ngày ngày mong mỏi Cầu sanh tịnh độ Lúc đại thiên tài đến Niệm cuối cùng là niệm Phật chắc chắn Quý vị thầy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn quý vị Vậy là thật sự có thể giảng sanh Người niệm Phật Hiện nay có rất nhiều trợ niệm Còn có tổ chức Giống như những đoàn thể trợ niệm Trợ niệm cho người chết Người này có phải thật sự được giảng sanh? Lúc trợ niệm có điềm lành Toàn thân mềm mại Điềm lành hiếm thấy Đỉnh đầu nóng lên Có phải thật sự giảng sanh? chưa chắc sanh thiên cũng điềm lành như vậy đời sau đến nhân gian được phước báo lớn cũng là điềm lành này cho nên chưa chắc đã thực sự giảng sanh thật sự giảng sanh là lúc họ sắp đi họ nói với mọi người phật định tiếp dẫn tôi đi rồi đó mới là thật nếu như bản thân họ không nói thì chưa tin được còn có một hiện tượng khác cũng có thể chứng minh người này đã đứt hơi rồi thật sự giảng sanh chưa quý vị cầu họ báo mộng cho quý vị hay là nếu có nhân duyên xin họ nhập sạc nói cho chúng ta họ có phải thật sự giảng sanh không tin tức này cũng rất đáng tin tuyệt đối không phải do người bị mượn xác ăn nói bậy bạ họ không thể bởi vì thật sự giảng sanh họ có năng lực này không phải thật sự giảng sanh họ sẽ không có năng lực này Cho nên đây là tin tức chúng ta có được Từ con đường chính xác Quan trọng nhất Vẫn là bản thân Do đó Người chết Lúc lâm chung Đoạn khí có cần thăm dò hơi ấm của họ rờ đầu rờ chân tay của họ có lẽ không nên trong sức chung tân lương nói rất rõ tốt nhất sau khi họ dứt hơi tám tiếng đồng hồ không nên động đến họ Đây là thời khắc then chốt Nếu như họ chưa giảng sanh, trong 8 tiếng đồng hồ này, thân trùng ẩm chưa rời đi. Tức là linh hồn của họ chưa rời đi. Họ có trì giác. Quý vị đụng đến họ, họ xin phiền não. Phiền não khởi lên rồi, họ sẽ xa vào đường a không những không nên đụng đến thân thể họ mà giường họ nằm đều không nên đụng đến đó là cung kính đối với họ tuyệt đối đừng để họ khởi phiền não tám tiếng đồng hồ niệm phật giúp cho họ linh hồn chưa đi hy vọng họ theo chúng ta cùng niệm phật như vậy là được rồi rất nhiều người không biết đạo lý này không hiểu được chân tướng sự thật tùy tiện đụng chạm đến họ những người này gọi là oan gia trái chủ đem phiền phức đến cho họ họ chưa có được định lực này họ không phiền não được sao phiền não có hai loại một loại là người thân quyến thuộc khóc lóc thúc thích làm cho họ xin khởi thân tình đi không dứt sinh khởi thân tình lại tạo nghiệp luân hồi đụng chạm đến thân thể họ họ tức giận tâm sân hận nổi lên tâm oán hận này rớt phiền phức đều đọa vào đường ác rất đáng sợ Cho nên trong lúc nguy cấp này Lúc tai nạn, lúc khó khăn Điều quan trọng nhất là làm cho tâm an định lại Như như bất động Tâm thanh tịnh phát sanh trí huệ Trí huệ mới có thể giải quyết vấn đề một cách đúng đắn cho nên tâm an ổn rất quan trọng à, tại sao quý vị không niệm phật vì sao từ sáng đến tối vẫn suy nghĩ lung tung những thứ nghĩ đến đều là rác rưởi đều là thứ luân hồi sáo nẻo Khởi tâm động niệm không xa rời sáu nẻo luân hồi. Khởi tâm động niệm toàn là A-di-đà Phật, quý vị sẽ xa lìa sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi không có Phật A-di-đà. Việc này không thể không biết. chư phật bồ tát chư vị tổ sư những pháp sư dịch kinh quý vị xem sự từ bi của họ phương tiện thiện, thiện xảo của họ niệm niệm đều xuất phát từ lợi ích chúng sanh niệm niệm hy vọng tất cả chúng sanh trong một đời này theo pháp môn này hết sanh tử ra khỏi ba cõi thành phật thành tổ ân đức to lớn biết bao chúng ta vì sao kém cõi thế chỉ vì không tin tưởng Chỉ vì không muốn quan tâm Để vượt mất cơ hội Thật sự giải thoát trong đời này Ngay trước mắt Quý vị xem còn có sai lầm nào lớn hơn sai lầm này nữa không?